tay thanh tài sẽ phiêu lưu hành trình. Ngại gì khó ban đầu, cả nhà luôn bên nhau. Điều đó con sẽ làm. Từ nay con sẽ lớn hơn, sẵn sàng bước qua trong gai rất nhiều phía trước. Và con sẽ không mệt đâu, vì bố mẹ luôn là người dẫn đường. Chỉ cần mạnh mẽ chúng tôi một chút nữa thôi, sẽ không có gì là khó. Và luôn tự tin vào chính mình, giúp con chinh phục tôi. Dutch Lady, sữa cô gái Hà Lan, nền tảng vững vàng, sẵn sàng bứt phá. Chương trình được tài trợ độc quyền bởi nhãn hàng Dutch Lady, sữa cô gái Hà Lan, nền tảng vững vàng, sẵn sàng bứt phá. Trong tập trước đã đánh dấu cuộc gặp gỡ đầu tiên của 6 gia đình. Những bỡ ngỡ, ngại ngùng lúc ban đầu của mọi người đã được xua đi bằng những thử thách thú vị và một bữa ăn ấm áp. Các gia đình dần kết thân với nhau và tạo nên những kỷ niệm tuyệt vời. Không biết thử thách trong tập lần này sẽ là gì đây ta? Và ngày hôm nay, Minh Sù sẽ là người bạn đồng hành cùng với thử thách mang tên lớp học tài năng. Sẽ có 3 lớp học tương ứng với 3 bộ môn, bao gồm bóng đá, múa ba lê và ca hát. Các bé sẽ được gặp gỡ và theo dõi sự trình diễn của các vị trưởng phòng nổi tiếng. Sau đó sẽ lựa chọn một lớp học mà mình sẽ tham gia trong ngày hôm nay. Có thể là do sự đam mê của bản thân các bé, hay sự yêu thích, ngưỡng mộ vị trưởng phòng, hoặc cũng có thể là do sức thuyết phục tài tình của các vị trưởng phòng. Quyết định của các bé chắc chắn sẽ rất thú vị đây. Bên cạnh đó, các ông bố bà mẹ cũng sẽ âm thầm bỏ phiếu kín, dự đoán xem em bé nhà mình sẽ chọn lớp học tài năng nào. Liệu quyết định của con và ý kiến của bố mẹ có giống nhau không? Các gia đình của chúng ta sẽ hiểu con đến mức nào đây? Hãy cùng chờ xem ngay thôi! Ở tập này chúng ta sẽ gặp lại các bạn nhỏ của chúng ta trong những cái hoạt động hết sức là hào hứng. Và không chỉ hào hứng mà nó còn là một thử thách đáng kể. Và không chỉ là thử thách đối với các bạn nhỏ mà thực sự có thể nói là thử thách đối với cả các bậc cha mẹ. Và hoạt động càng mới lạ, môi trường càng mới lạ sẽ là một cái cơ hội để chúng ta thấy được con bộc lộ nhiều hơn, thể hiện những điều mà có lẽ là ở trong cái môi trường quen thuộc trong gia đình có những điều ta chưa từng được thấy nó biểu hiện ở con mình một lần nào. Lớp học tài năng. Và đồng hành với thử thách của chúng ta lần này chính là MC Minh Xu. Và ngày hôm nay, Minh Xù sẽ là người bạn đồng hành cùng với thử thách mang tên lớp học tài năng. Hồi nãy giờ Minh Xù hồi hộp lắm, không biết là gia đình nào sẽ xuất hiện đầu tiên tại hàng ghế phía dưới này. Để coi coi ai sẽ là gia đình dậy sớm nhất và đến với chương trình này sớm nhất đây. Hồi hộp quá. Có một chiếc xe đang tiến vào. Gia đình nào xuất hiện vậy? Wow, thì ra là gia đình của bố Tiến Luật, mẹ Thu Trang và bé Andy. Xem kìa, Andy bước đi thật mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng. Wow, xin chào anh Tiến Luật, chào chị Thu Trang. Trời ơi, hello anh chị. Hello con trai. Ừ, Andy. Anh thấy mọi người đông không anh? Đông. Trời ơi, đông quá hả? Đông và rất nhiều ghế. Anh nghĩ rằng là mình hiểu con được bao nhiêu phần trăm? Anh hiểu con anh được trên 80%. Trên 80%. Anh hiểu chị Thu Trang bao nhiêu phần trăm? 100%. Đó, tự tin. Ủa sao hiểu con mà có 80 mà hiểu vợ tới 100% anh? Tại con 7 tuổi, vợ gần 40 rồi. 40 hồi nào? Nhưng mà em hỏi nè, thường thì con thì bình thường rồi, nhưng mà có khi nào mà anh thử thách con mình không? Có chứ. Anh thử thách cái điều gì ạ? Anh thử thách rất là nhiều. Thí dụ như anh muốn cho con mình nó đi vào một cái chỗ đông người á, thì anh sẽ không có kiểm soát nó, anh để xem coi nó xử lý thế nào trong những cái hoàn cảnh. Dạ, coi như là tự giác chủ động trong tất cả mọi tình huống đúng không anh? Nhưng mà đã bao giờ anh thấy là bé có những cái sự mà hơi hoang mang, không biết là mình phải làm như thế nào, bối rối không? Trong những cái tình huống đó
Rồi anh giải quyết vấn đề đó như thế nào? Anh đợi cho khi nào mà bé bị dồn vô tới chân tường thì anh mới chạy tới anh giải cứu bé. À. Thì sau này bé gặp lại một cái tình huống như vậy nữa thì bé sẽ tự nhớ. Dạ. Coi như là những bài học ở trong cuộc sống thực tế luôn anh ha. Còn con thì sao? Ngày hôm nay con có tự tin để vượt qua thử thách của chương trình không Andy? Dạ con rất tự tin. Con tham gia chương trình là để con giải quyết mọi tình huống giống như ba con mới vừa nói đó. Trời đất ơi, thông minh nha, được nha. Chưa gì mà thấy tò mò về bé Andy rồi. Ok, đập tay một chút, quên xuống cái nè, 2, 3. Yeah, cảm ơn anh chị rất là nhiều vì đã tới sớm. Và bây giờ xin mời các anh chị về hàng ghế phía dưới. Nhưng mà kể từ giây phút này là không còn được ngồi chung với nhau nữa. Ba mẹ sẽ ngồi bên này và con sẽ ngồi bên này nha. Ok. Tạm biệt ba mẹ đi con. Bye bye Andy. Rồi. Vậy là gia đình Andy đã có mặt sẵn sàng để nhận thử thách. Trong khi bố mẹ cùng nhau xem tin tức buổi sáng, thì Andy trông có vẻ rất nôn nóng để gặp lại các em của mình. Cậu bé đã hướng mắt ra cửa để chờ đón các gia đình tiếp theo rồi. Cả ba gia đình xoài, cam và đậu ở đây rồi. Khung hình lại tràn ngập sự đáng yêu rồi đây. Hello. Hello. Xin chào mọi người. Đi vào nào. Đi vào xem nào. Ở trong đây là gì đó? Andy. Chào Andy. Chào anh chị. Chào cô. Chào các anh, chị, chào anh. Vui nhà vui cửa quá này, đi ba gia đình chung với nhau. Vui nhà vui cửa. Thế bây giờ là từng gia đình mình nha, gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả nha. Rồi, xin chào tất cả quý vị khán giả. Gia đình mình là gia đình Xoài. Xoài ơi. Chào Xoài. Con chào bác. Con chào chú ạ. Con chào chú ạ, giỏi quá. Thế hôm nay Xoài có vui không? Con vui không? Hôm nay vui không con? Con vui. Đầu tiên thì chắc là thôi mời Đậu nói thay cho bạn mình luôn nha. Đậu nào con, đi đâu vậy con? Chào mọi người nè. Đậu ơi. Đậu, con chào chú đi. Rồi. Con đang ngại giống bạn Xoài. Con ngại giống bạn Xoài luôn hả? Đậu ơi, trời ơi kẹo ngon quá, cho chú Minh Xù một viên được không? Cười. Rồi hai anh em chơi chung nhau rồi, đúng rồi. Thôi Cam ơi, trọng trách thuộc về con. Bạn này cũng chơi chung hai bạn kia. Rồi anh Kim, mời anh gửi lời chào đến mọi người. Bây giờ Cam vậy thay chào mọi người nào. Rồi, đã thấy chưa? Cam nói đi con. Con chào mọi người. Mọi người đây. Các ba các mẹ đang lo cho con nhiều quá. Nhưng sau khi kết thúc cái cuộc trò chuyện đầu tiên này là phải tách nhau ra luôn. Đó, các con sẽ phải tự chơi. Các ba các mẹ chỉ được quyền là ngồi bên đó coi thôi đó. Thế không biết anh Kiên, anh thấy ngày hôm nay thì anh đang lo sợ điều gì với Cam không? À, đấy, tại vì là Cam cũng là một em bé khá là nhút nhát. Dạ. Cho nên là cũng không biết là hôm nay khi mà tách bố mẹ ra, bản thân cái việc là tách bố mẹ ra đã khó rồi ấy, chứ dạ, không biết là có tách được hay không. Sau đó thì khi bé một mình, bé còn phải làm những cái thử thách mà đến bây giờ bọn mình còn chưa biết là thử thách gì nữa, cho nên là cũng khá là lo lắng. Lo đúng không? Có mẹ thương sao? Mình cũng lo khi mà tách Đậu ra, nhưng mà cũng rất là vui, hồi hộp, vui. Hồi hộp đúng không? Không biết là Đậu sẽ trải nghiệm mọi thứ rồi như nào. Hy vọng rằng là các con sẽ tự tin chơi mình, chứ chưa giờ thấy đeo ba đeo mẹ quá rồi. Thật sự là em chưa đoán trước được. Bình thường thì bé đây, hiện tại thì bé cũng đang rất là bám bố mẹ. Và nãy giờ là cũng không chịu bỏ tay ra rồi. Thôi bây giờ là Minh Xù cho các gia đình nói chuyện tâm lý với các con chút xíu. Bởi vì các bạn nhỏ sẽ ngồi bên này và bố mẹ sẽ ngồi bên này. Rồi xin mời các gia đình làm tâm lý, chia tay con. Giây phút chia tay đầy khó khăn đây. Liệu các bé có thể tách ra khỏi bố mẹ không? Ba bạn cầm tay nhau đi xuống thôi. Nào Đậu, Đậu ơi, Xoài dắt tay nhau nào. Đi đâu đó? Trong khi Xoài liên tục đặt ra các câu hỏi chào bố mẹ, thì Cam và Đậu cũng ngơ ngác không kém. Con ngồi chơi với anh kìa. Bây giờ mình làm gì? Bây giờ mình ngồi đây mình xem thôi. Xem. Bây giờ để con ngồi cạnh anh nhá. Ngồi, phụ huynh ngồi bên này và các con ngồi bên này. Trời, con đấy, ngồi với cả bạn anh Andy nhá. Anh Andy nhá. Ngồi với cạnh anh Andy này. Anh hỏi là con thích người nhện bắn tơ như nào kìa. Người nhện bắn tơ như nào? Người mình bay. Bay á? Anh Andy đang kết nối với Xoài thông qua vũ trụ siêu anh hùng. Đúng rồi. Ok lắm. Nào, đặt tay với nhau nào. Ừ, con cố lên.
À, mình không được ngồi về bố mẹ hôm nay. Cô công chúa càng kỹ tính cũng chưa thể dễ dàng rời xa bố mẹ. Ngồi về đây hết này. Bắt đầu có sự hỗn loạn rồi đấy. Có đấy. Còn cậu bé Đậu vô tư hôm nay sẽ thế nào đây ta? Đậu vẫn chưa đưa ra quyết định đâu nha. Sang bên kia các bạn cơ mà. Xong rồi, xong rồi. Xoài, xoài giỏi quá kìa. Xoài ơi, xoài bảo là cam đậu ơi, sang đây với xoài. Thế thì hay mình ngồi sau sau, bố mẹ ngồi sau con nhá. Ok. Ừ, đi, nào đây con sang ngồi với xoài đi. Con ngồi với xoài, bố mẹ sang đây ngồi đằng sau. Rồi, con ngồi ở đây. Con ngồi ở đây. Em bé ngồi đây này. Thế bố mẹ sang kia ngồi nhé, con ngồi đây nhé. Nhá, được không? Bố mẹ ngồi bên kia với con à, mẹ ngồi sang kia ngồi với con nhé, để con sang. Đi, sang tủ con. Mẹ Mắm và bố Duy đã phối hợp nhịp nhàng để đưa Đậu sang ngồi cạnh các bạn. Đi rồi. Hay là ăn nhá. Xoài ơi, cho Đậu, à cho Cam một viên. Cam ơi. Rồi. Trời ơi, phản tư. Wow, cậu bé xoài tốt bụng đã lấy kẹo chia cho tất cả mọi người. Sao lại sang đây rồi? Này bố dặn này, các bạn ở bên kia là được đi chơi đấy. Con ngồi bên này là không được đi chơi đâu. Sang kia, tí nữa còn chơi đá bóng với cả bạn xoài. Không á? Vậy là sau những nỗ lực của bố mẹ thì các em bé đã ngồi ngoan ngoãn rồi đây. À, gia đình cô bé mặt trời đã xuất hiện rồi đây. Cô bé lại tỏa ra một năng lượng vui vẻ vốn có của mình. Liệu hôm nay Son sẽ làm tốt như mọi ngày chứ? Và cuối cùng chắc chắn là gia đình Andy Khánh rồi. Wow, chào anh Khiết Tử Long. Anh Khiết Tử Long. Yeah. Hello. Xin chào. Morning. Đây. Son nó mê Andy ghê à. Andy Khánh. Nào, hai vai với chúng nào. 1, 2, 3. Woo. Dạ, chào anh Khiết Tử Long. Dạ. Yeah, Andy Long. Dạ, chào chị Trinh. Dạ, chào. Thưa chú. Chào bé Son. Chào chú. Con gửi lời chào đến với các gia đình, các cô chú phía dưới, với tất cả quý vị khán giả nè. 2, 3. Con chào các cô chú. Tụi con chào các cô chú. Giỏi dữ vậy ta. Và các bạn, các em nữa. Các bạn, các em. Các anh. Anh, nói gì nữa. Quý vị khán giả nữa. Con chào quý vị khán giả. Đó rồi. Chào tất cả các con. Chúc các con có một ngày thật là nhiều xin năng chào. Lượng nha. Còn gia đình nhà mình thì sao ạ? Anh Kim Tử Long với chị Trinh. Xin chào tất cả mọi người. Chào các gia đình thân yêu. Chào các con thân yêu. Hôm nay Thu Trang đẹp quá. Anh ơi, có hai Thu Trang luôn nha. Ở dưới có hai Thu Trang luôn á. Đó. Đâu Thu Trang nào nữa? Mẹ Trang này với mẹ Trang bên này luôn. Hai Thu Trang hết à? Ồ, đó. Hai Thu Trang đều đẹp hơn. Anh ơi lỡ rồi, khen chị Đoan Trang cái bên luôn kìa. Đoan Trang vàng quá. Rồi, vui nhà vui cửa, mình đông đủ 6 gia đình rồi. Dạ, xin mời các gia đình mình về vị trí phía dưới luôn ạ. Cô bé Son đáng yêu, vô cùng rạng rỡ khi gặp lại các bạn của mình. Vậy là đã có các bé ở đây rồi. Muốn ngồi với anh. Son, con lên ngồi kế anh đi. Yeah. Nhưng mà đợi đã, hình như thiếu. À, thì ra là thiếu Đậu. Đậu lại rời khỏi ghế của mình rồi. Đậu ơi, các bạn ngồi đẹp quá bên này nè. Giỏi quá bên này luôn. Đậu có muốn qua ngồi với bạn không? Đậu ơi, chị Son kêu con kìa. Chị Son qua đây, chị Son. Chị Son qua dẫn em về ghế ngồi với chị nào. Đấy, con nói đi. Em qua ngồi với chị. Không. Không. Bây giờ thôi con về con chơi với bạn trước đi. Tí nữa em về em chơi sao. Ok.
Sau tất cả những bỡ ngỡ ban đầu, các bé đã dần ổn định. Điều gì đang chờ đón các gia đình trong ngày hôm nay? Ngay lúc này, thử thách sẽ chính thức bắt đầu. Một tràng hoa tay cho trưởng phòng đầu tiên. Thật sự lúc đấy thì không biết mẹ như nào nhưng mà bố rất là bất ngờ. Và bố lúc đấy bố cũng kiểu òa lên đấy, rất là thích kiểu anh Công Vinh. Tự nhiên mình cảm giác mình bé lại, mình nhớ lại cái hồi mà hồi bé mình còn xem đá bóng được theo dõi anh Công Vinh. Thì lúc ấy thật sự là cảm xúc cũng rất là vui. Công Vinh. Đúng rồi. Vô, lượm 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 lượm. Rồi, thích đá banh không kìa? Ai muốn banh giơ tay nào? Ai muốn đá banh? Vỗ tay cho cầu thủ Lê Công Vinh. À, xin chào anh Vinh. À, chắc chắn là ngày hôm nay là chúng ta đã có một cái sự biểu diễn nhỏ nhỏ thôi nhưng mà cũng gây rất là nhiều ấn tượng. À, không biết là đã bao lâu rồi mình mới quay trở lại một cái sân khấu như thế này anh Vinh? Trước hết là xin chào các anh chị cũng như các bé. Thì chắc có lẽ là cũng phải từ năm 2016 thì mình mới tâng bóng cũng như là biểu diễn kỹ thuật. Nhưng mà hôm nay cũng biểu diễn được là cũng mừng. Ngày trước đó thì kỳ lâu rồi không tâng bóng, không biết có làm được hay không. Nhưng mà theo bản thân mình suy nghĩ là đây là đại diện cho đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta những năm vừa qua với 51 bàn thắng mà có thể nói mang lại vinh dự cho Việt Nam và đặc biệt là đôi chân sút xuất sắc nhất của Việt Nam trong thời điểm đó. Cảm ơn anh Lê Công Vinh đã đến với chương trình này. Họ không biết với bộ môn bóng đá như thế này, ở cái độ tuổi của các con thì các con sẽ học được những kỹ năng như thế nào anh? Bóng đá thì nó một cái môn mà để phải nói là tổng hòa tất cả những cái yếu tố để giúp cho phát triển một hình thành một cái tố chất của một em bé, từ bé gái hoặc là em trai. Tập cách phối hợp nhóm với tất cả mấy chục em với những tính cách khác nhau. Và trong bóng đá thì các em sẽ đối diện với những cái tính cách trong cuộc sống, giống kiểu lúc các em thua trận các em sẽ có thể buồn. Các em thắng trận các em có thể quá khích và các em có thể nóng giận khi mà các bị bàn đá vào chân hoặc các bàn ngã. Các em sẽ hình thành được rất nhiều tính cách và mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn nhưng cũng điềm tĩnh hơn và lý trí, nhưng mà nhiều lúc vẫn có con tim ở trong đấy. Thì nó sẽ hòa quyện được các em cái những cái điều đó và giúp cho các em phát triển về tính cách, và thứ hai là các em sẽ không bị bỡ ngỡ sau này có thể là tiếp xúc những cái môi trường khác đi chăng nữa. Thế thì bây giờ anh Vinh có thể nói một điều gì đó với các con ngày hôm nay có đến với cái lớp học của mình hay không? Rồi, xin mời anh ạ. Chú Vinh chỉ nói rằng là bóng đá sẽ giúp cho các con khỏe mạnh hơn, phát triển về năng lực. Thứ hai nữa là giúp cho các con sẽ phán đoán được rất nhiều tình huống, nó sẽ phát sinh ở trong trong cuộc sống nhiều hơn. Và sau chỉ cần một buổi học thôi, chỉ cần một tiếng đồng hồ thôi là các con có thể biết đá bóng như thế nào, sút bóng thế nào, chuyền bóng thế nào, và nó rất dễ dàng nếu như chúng ta học đúng kỹ thuật. Rồi, vỗ tay cho chú Lê Công Vinh. Cảm ơn anh rất là nhiều. Các con ơi, bắt tay chú Vinh đó. Đang mê ăn kẹo. Rồi, xin mời anh Vinh ngồi đó luôn nha. Sáu gia đình thân mến, các con ơi, hồi nãy giờ là bộ môn bóng đá. Wow, trượt ngã luôn.
đó, cái này qua sân cỏ thôi đúng không, nửa vai chạm thôi. Bây giờ là chú Minh Sù bật mí thêm một cái tài năng nữa nha, để xem các con có thích hay không. Xin mời trưởng phòng thứ hai. Được giới thiệu nghệ sĩ múa Đỗ Hải Anh. Dạ, vỗ tay thật lớn được không ạ? Thế không biết là ngày hôm nay nghệ sĩ múa Đỗ Hải Anh đến với chương trình này với mong muốn như thế nào dành cho các con ạ? Xin mời. Anh xin chào tất cả 6 gia đình của mình và tất cả các con. Dạ, các con chào cô. Giỏi quá. Cô chào các con. Các con ơi. Dạ. Các con có biết là ở ngay tuổi các con nè, các con sẽ biết hát trước khi biết đọc đúng không? Các con sẽ biết vẽ trước khi biết viết. Các con có thể nhún nhảy theo điệu nhạc mà không cần ai chỉ hết đúng không? Yeah. Thật sự ra là nhìn ba lê nó rất là nhẹ nhàng như vậy, nhưng mà tụi con phải sử dụng cái sức lực, cái năng lượng của mình rất là nhiều. Đối với một bộ môn ba lê như thế này á, thì các con có thể học được rất là nhiều luôn. Thứ nhất là tụi con có thể cảm thụ được âm nhạc nè. Thứ hai là các con có thể luyện được trí nhớ rất là tốt. Và thứ ba là tụi con có thể có một cái độ dẻo dai của cơ thể. Thứ tư là tụi con có thể tập được cái khả năng hoạt động chung với mọi người khi mà các con phải tập múa. Và cái cuối cùng cô nghĩ là tụi con có thể có thêm một cái ngôn ngữ thứ hai nữa, để mà có thể diễn tả được những cái gì, những cái cảm xúc của mình đến cho người khác mà không cần thể hiện bằng lời đúng không? Yeah, gọi là ngôn ngữ hình thể đúng không cô? Đúng rồi ạ. Các con ở đây là 3 tuổi rưỡi nè, có bạn 6 tuổi, 7 tuổi. Thế thì không biết là vượt qua thử thách này có được không cô? Tất cả đều có thể được hết, bởi vì như hồi nãy anh có chia sẻ đó, thì các bé có thể nghe được nhạc, cảm thụ âm nhạc và thể hiện bằng động tác, không cần phải là một cái gì đó quá khó khăn. Thế bây giờ các con nè, ai mà thích cô Hải Anh đó, một tí nữa mình lựa chọn mình về, mình được múa ba lê với cô, chịu không? Rồi, xin mời cô. Tụi con ơi, có ai thấy cô múa đẹp không? Có muốn múa được như cô không? Sơn có gì sao sao? Con thích múa không? Cá bé Cam thích múa. Bé Cam đi lên. Bé Cam đi với em bé múa nha. Con giơ tay lên. Trời, Cam thích nha. Rồi nha. Con thích múa đúng không? Không sao hết, hồi nhỏ đó. Hồi nhỏ thì cô cũng rất là sợ hãi và e dè luôn, nhưng mà nhờ múa thì đã có thể thay đổi con người cô rất là nhiều. Múa cho ba mẹ xem. Hy vọng rằng là ngày hôm nay các con sẽ được học với cô Hải Anh những cái điều tuyệt vời nhất, mặc dù là cái thời gian á nó có vẻ như là hơi ít đúng không ạ? Chỉ có một ngày chúng ta làm quen với nhau mà thôi. Với mình học hai cái luôn. Và chúc cho tụi con nha sẽ có được những giây phút rất là ấn tượng và thoải mái cùng với cô Hải Anh. Một tràng hối tay cho cô. Rồi, mời cô về vị trí này, tí xíu nữa mình chọn sau. Rồi. Quý vị thân mến, đó chính là hai trưởng phòng đầu tiên, và chúng tôi vẫn còn một món quà bất ngờ nữa dành cho 6 gia đình và 6 bạn nhỏ ngày hôm nay. Đó là nhân vật nào? Hãy cùng với chúng tôi theo dõi. Xin mời. Hai thằng Andy chắc chắn là đá banh rồi đó. Không, không phải. Hai đá banh, không có hai đá banh, chỉ có một. Một tràng hối tay cho trưởng phòng thứ ba. Yeah!
Xin được giới thiệu Ali Hoàng Dương. Xin chào Ali, chào Nhi. Rồi, xin được giới thiệu với 6 gia đình nhà mình và 6 bạn nhỏ. Đây là trưởng phòng thứ 3 của chương trình này, đại diện cho lớp học về âm nhạc. Xin được giới thiệu Ali Hoàng Dương và Ngọc Nhi. Dạ. Lần đầu tiên thì em chào tất cả các anh chị phụ huynh cũng như là tất cả các bạn Kids thân mến đang có mặt trong buổi sáng quay hình ngày hôm nay. Và bây giờ thì chú Ali cũng như là học trò của chú là bé Ngọc Nhi sẽ cùng thể hiện một ca khúc được mang tên là Điều tra chiêu nói của anh Trấn Thành sáng tác. Xin tất cả mọi người cùng thưởng thức. Khi con cất tiếng chào đời, mẹ và cha là những người hạnh phúc nhất trên đời. Mọi buồn lo đều tan biến khi thấy con bên nội. Cả thế giới thu lại bằng hình hài nhỏ bé. Cha vẫn chưa sẵn sàng để làm cha, để có thể che chở con và mẹ. Đừng lo nhé, vì cha vẫn luôn cố gắng thêm từng ngày. Vì chính cha cũng chẳng là người tuyệt vời nhớ. Có bao nhiêu lời yêu thương một lần chưa nói. Vì không biết cách nên đành giấu trong tim thôi. Chồng đứng sau lưng nhìn con lớn khôn theo dòng đời. Mọi khó khăn xin mình cha mang thôi. Đừng trách cha bao lần yêu con nhưng lại không nói. Tình yêu đôi lúc đâu thêm nói ra bằng lời. Rồi một mai con sẽ thấy tình yêu của cha cho con hôm nay. Một tình yêu tuyệt vời. Có bao nhiêu lần yêu con một lần chưa nói. Vì không biết cách nên đành giấu trong tim thôi. Chọn đứng sau lưng nhìn con lớn khôn theo dòng đời. Mọi khó khăn riêng mình cha mang thôi. Đừng trách cha bao lần yêu con nhưng lại không nói. Tình yêu đôi lúc đâu thể nói ra bằng lời. Rồi một mai con sẽ thấy tình yêu của cha cho con hôm nay. Một tình yêu tuyệt vời. Thank you. Quý vị thân mến, một ca khúc rất là ý nghĩa về tình yêu của bố dành cho con. Giống như là gia đình của chúng ta ngày hôm nay ở đây. Và chắc chắn là bố mẹ đều yêu con theo cách riêng của bản thân mình, đúng không ạ? Một tràng hô tay cho Ali Hoàng Dương và Ngọc Nhi một lần nữa được không ạ? Không biết là lý do gì mà Ali Hoàng Dương lại xuất hiện cùng với Ngọc Nhi ngày hôm nay ở đây để có thể gửi một cái tiết mục dành cho các con và các ba các mẹ. Cũng như là khi mà được nhận cái tin mà làm trưởng phòng ngày hôm nay để có thể chiêu dụ các bạn nhỏ mà về đội của mình, thì khi mà Ali nghĩ là Ali đứng trên đây một mình thì sao không bao giờ thu hút được sự chú ý của các bạn nhỏ hết. Cho nên là mời thêm một bạn học trò của mình đến đây để có thể cùng song ca. Thực ra là nếu mà về đội của chú ngày hôm nay á, âm nhạc thì sao? Có thể làm cho chúng ta có nhiều cảm xúc nè, có nhiều những cái sự kết nối với nhau. Đôi khi người trong nhà, tất cả những phụ huynh cũng như là với lại các bạn nhỏ khi mà ngồi nghe một ca khúc đôi khi cũng sẽ có một cái sự gắn kết. Và rất là hy vọng là ngày hôm nay nếu mà có bạn nào về đội của chú á, thì chú sẽ cố gắng hết sức để có thể dành hết tâm huyết giảng dạy các con trong cái buổi tập ngày hôm nay. Rất là hy vọng là sẽ có một hoặc là nhiều thành viên về đội của chú ngày hôm nay để cho cái phòng của mình thật là vui. Cảm ơn ạ. Ok, vỗ tay cho chú Ali Hoàng Dương. Quý vị thân mến, đây chính là ba trưởng phòng của chúng tôi với ba thử thách ngày hôm nay về tài năng dành cho tất cả các con. Và đặc biệt hơn hết là chúng ta sẽ có những cái quyết định trước bí mật nha. Mình sẽ viết vào trong giấy và sau đó Minh Xù sẽ giữ lại. Sau đó chúng ta chờ đợi xem các con sẽ quyết định như thế nào. Ok. Mỗi người sẽ có một cái phong bì như thế này. Minh Xù ơi, mỗi bé được hai phòng hay là chỉ là một phòng thôi? Dạ một phòng thôi anh. Chết rồi. Chết rồi. Cái này là mình ghi những cái quyết định của con vô đây. Dạ, mình quyết định.
mình quyết định xem thử xem là ba mẹ con muốn có là ý, muốn có hiểu con ý con như mình thế hay nào? Không dạ. Con thì con thích cái gì? Đúng. Dạ, chị Trang xong luôn đó, gia đình này gọn gàng ngăn nắp luôn. À, con trai ơi, con qua đây với chú Minh Xù xíu được không? Hỏi ý hả con? Không, hỏi ý. Thôi, đừng hỏi ý nha. Để xem là gia đình mình có hiểu con hay không nha. Rồi. Dạ, xin được cảm ơn anh Long. Dạ, cảm ơn anh Kiên. Ở đây thì bố mẹ nào cũng sẽ yêu con và hiểu con hết. Nhưng mà với cái thử thách thì không biết rằng là có hợp với ý của con ngày hôm nay hay không. Thank you so much. Dạ. Ok. Trên tay Minh Xù là 6 phong bì của 6 gia đình. Với sự quyết định của bố mẹ là sẽ cho con mình vào trong lớp học tài năng như thế nào ngày hôm nay. Còn với các con thì không biết là các con thích cái nào hơn đây. Xin được mời 6 tụi con theo chân chú Minh Xù nào. Lên sân khấu. Nối đuôi nhau, nối đuôi nhau. Nối đuôi nhau nào. Nối đuôi đi. Lên. Nối đuôi, đuôi. Cam đứng đây. Xoài đi. Rồi, lên luôn. Rồi. Các thầy các cô ơi, vỗ tay cho các con. Trời ơi, giỏi quá nè. Rồi, đứng im đây. Dừng lại. Ok. Xếp một hàng ngang coi. Thật là đẹp luôn. Ê, xoài lên kìa, hoan hô. Hoan hô. Nãy giờ tụi con cũng đã coi được ba thầy cô ha biểu diễn cho mình rồi. Thì các con thích cái nào thì các con sẽ lựa chọn nha. À, bạn Cam lên rồi kìa. À, bố bế nhá, bố bế con nhá. Con đi lên. Ôm bố nhá. Các con thích cái nào thì các con sẽ lựa chọn nha. Chạy về ôm thầy cô đó. Hãy coi thật là kỹ nha. Đây là thầy Vinh, sẽ là dạy tụi con bóng đá. Đó, từ từ. Bình tĩnh. Rồi, cô Hải Anh sẽ dạy cho tụi con về múa ba lê đá. Rất là đá, nhẹ nhàng okay, nhưng đầy sức mạnh ở bên trong. Còn đây, chú Ali Hoàng Dương sẽ dạy cho tụi con hát những bài hát thật là hay. Chuẩn bị chạy nha. 1, 2, 3, chạy. Con, chạy đi, con muốn về lớp cô nào. Cao bên đây. Sao đây? Con muốn về với đội của ai? Ba lê. Thế thì con về với cô Hải Anh. Nào, chạy về với cô. Chạy về với cô. Rồi. Ba lê, dễ thương. Xoài ơi, bây giờ con thích đá bóng không? Con thích múa ba lê không? Con thích hát không? Con thích chú Minh Xù không? Ôi thôi xếp rồi, nó không thích chương trình à. Rồi, con thích bố con không? Thích bố không? Thích bố đúng không? Ok. Rồi, bạn chạy qua. Chơi kìa, bạn đi thôi, chạy ôm đi. Bạn đang trốn bạn Xoài. Ôm bố. Rồi. Cái khoảng thời gian đầu thì Xoài vẫn đang rất là bỡ ngỡ với cái không gian tại đây và vẫn chưa hiểu là hôm nay Xoài sẽ cần làm gì, nên là lúc đầu thì Xoài không đưa ra cái lựa chọn của mình. Nhưng mà sau khi biết là sẽ tiếp tục chơi đá bóng hoặc là chọn những cái môn học khác thì Xoài đã quyết định là chọn đá bóng. Rất là rõ ràng về cái quyết định của mình. Bé Son, con muốn nói gì? Con nhìn thẳng về phía trước nào. Rồi con nói đi, con thích cái gì nào? Con thích cả hai, hát với ba lê. Hát với ba lê luôn, con thích cả hai. Nhưng mà nếu như mà được lựa chọn nha, một cái thôi mà mình thích nhất luôn á, thì con chọn cái nào? Con chọn ba lê. Dễ thương quá nè. Đó, em Cam bây giờ là quen rồi ha. Còn một em nào nữa không à? Còn em nào chưa quyết định luôn mà. Đậu ơi. Đậu lên đi đậu. Đậu đâu ấy nhở, mẹ mắm nhở. Đâu rồi? Mình thua rồi anh ạ. Thua rồi. Lúc đầu thì đậu hơi quấy, đúng. Đậu cũng giống như là tập trước, là cũng lúc đầu mới vào thấy mọi thứ rất là trời ơi mới lạ. Mà hôm nay còn lên vào một cái hội trường lớn, một cái sân khấu lớn nữa. Xong rồi đứng lên trên sân khấu thì tất cả mọi cái sự chú ý đều được dồn vào các bé. Cho nên là lúc đấy là đậu nhà mình đã không chịu hợp tác và rất là kiểu quấy luôn. Nhưng mà vì bọn mình không thể nào ép buộc con thích được và con phải lên nghe theo lời mọi người lúc đấy được. Cho nên là bọn mình đã dùng cái cách là nhẹ nhàng và gạt cái chuyện đấy sang một bên, bọn mình chơi đùa cùng với bé đã để cho cái tâm lý của bé thoải mái. Sau đấy là bé lại tự giác lên chơi ấy.
Đậu ơi kìa. Đậu kìa, chú gọi đậu. Bây giờ hỏi đậu, bây giờ hỏi đậu. Té té té. Té. Bài luôn. Vậy là nó thích học võ Minh Xù ơi. Thích học võ anh. Thích học võ. Thực ra là con thích hát. Vận động rất giỏi nhưng mà nhá. Thích hát đúng không? Con thích hát. Quý vị thân mến, hiện nay thì trên sân khấu với những cái sự lựa chọn này nó hơi xáo trộn tí xíu. Một vài bạn nhỏ ngày hôm nay đã có quyết định của bản thân mình rồi, với các lớp học, với sở thích. Và hy vọng rằng là các con cũng sẽ có những cái trải nghiệm thú vị. Còn những bạn nhỏ nào mà chưa có quyết định được ngay thời điểm này, chúng ta hãy cùng chờ đợi xem các con sẽ đến với lớp học nào. Và bây giờ xin mời mọi người đến với các lớp học ngày hôm nay của chương trình Thử thách lớn khôn. Một buổi sáng với rất nhiều cảm xúc của bố mẹ và các bé. Có những bé thì đã có quyết định rất chắc chắn. Một vài bé còn lưỡng lự với quyết định của mình. Và cũng có các bé chưa thực sự đưa ra quyết định. Trong buổi học chiều nay, các trưởng phòng sẽ đón nhận các học viên như thế nào đây? Thích học múa hay học hát hay là học đá bóng? Đá bóng. Đá bóng á? Chắc chưa? Chắc rồi. Thế sao vừa nãy bố hỏi thì lại chú Công Vinh hỏi thì lại không thích? Ừ? Có mà trời ơi. Còn sợ vừa thôi nhá. Vừa nãy con không hợp tác đâu. Thử thách lớn khôn. Mọi người thân mến, Minh Xù đang có mặt tại phòng theo dõi các con. Hiện nay thì quý phụ huynh đã ngồi ở một phòng riêng và các con đã có cái sân chơi của mình. Và thử thách với hai tài năng được lựa chọn ngày hôm nay đó chính là múa ba lê cùng với cô Hải Anh. Và đặc biệt hơn hết là có rất là nhiều bạn nhỏ đã lựa chọn bộ môn bóng đá để học cùng với thầy Công Vinh. Và để xem là các quý phụ huynh theo dõi các con thể hiện cái cá tính của mình với sự lựa chọn này như thế nào quý vị nhé. Xin mời. Và ngay bây giờ, lớp học đá bóng chính thức bắt đầu. Đi bóng thật trầm dài nha. Nhìn xong rồi mình tập sau, đồng ý chứ nào? Đồng ý chứ nào? Ok. Mình quanh quanh đi đâu? Quay về. Ok. Tốt đầu. Ơ, à, tiêu con bên này cơ mà. Tiêu của con đây cơ mà. Đúng rồi. Đi cho đúng vào đây. Đúng rồi, giỏi. Tương tự như các thử thách trước, việc tạm xa bố mẹ đối với Xoài và Đậu rất khó khăn. Bố mẹ Xoài đang ra sức thuyết phục để Xoài có thể ở lại sân bóng. Thế thì Xoài đứng xem các anh đã, Xoài đứng ở đây. Đứng ở đây. Nếu không là robot người nhện lại bay đấy, xuống đấy. Ơ, đấy. Ờ, Đậu làm như nào đấy? Ơ, ờ, đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Chính xác, chính xác. Đấy. Nhìn kia. Xuống. Đấy, đuổi đi, đuổi cùng bạn Đậu nhanh lên. Wow, wow. Không chơi bằng tay nhá. Dùng chân thôi. Như vậy là bố mẹ Xoài và Đậu đã tẩu thoát thành công. Thôi chịu, anh Xoài thì chụp luôn. Hay quá, mà bỏ nó được một mình là hơn, nó hay đấy. Đến lúc mà thuyết phục bé ra sân được rồi là lúc đấy hai vợ chồng đã rất là kiểu cảm thấy là vượt qua, đúng rồi, là một cái thử thách mà mình đã vượt qua rồi. Bé chịu xa bố mẹ để có thể xuống sân tập với thầy Công Vinh. Đấy là điều chúng mình đã rất là vui rồi. Quay về là mình chỉ đi bóng nhẹ nhàng như thế này thôi. Đồng ý nhá nào. Con nằm trước, hai chân nó chạy lo co lên. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đi bóng về. Đúng rồi. Đúng rồi. Anh Kim Tử Long, anh thấy bé nhà mình như thế nào anh? Anh thấy nó hơn anh quá. Hơn anh về cái điều
Cái điều gì vậy? Nó dám ra sân đá banh. Còn anh? Anh không dám. Tại sao à? Trời ơi, anh mà ra sân chắc chết. Trời, đó, anh thấy không? Anh cũng lừa banh rồi đó, thấy chưa? Wow. Kỹ thuật. Kỹ thuật đó, bây giờ là chú Công Vinh đang dạy kỹ thuật đó. Lăn bánh đó. Ủa lăn banh chứ không phải lăn bánh. Anh nói lộn bên đuôi xe đạp hay gì? Chắc lộn. Xoài đang làm gì vậy ta? Trời ơi, xuống đi, trời đất ơi. Thì ra là Xoài không quên sự vắng mặt của bố mẹ đâu nha. Chỉ là đang đợi bố mẹ xuống đấy. Ok rồi. Rồi. Làm cách nào mà ba Duy đưa được bé xuống dưới mà tách biệt đi lên trên này ngồi coi nè. Thực sự là rất khó luôn. Và bọn em đã gọi là có công tác tinh thần cho bé ngay từ trên rồi. Tức là ở trên phòng ngồi chờ nãy giờ là đã được giao lưu với các anh để chơi dượt tập dượt bằng cái quả bóng bay á. Đã cho quen nên thế là đã có máu lửa sẵn rồi. Và bây giờ là xuống phát là bố chỉ cần dặn dò là đậu đã bắt đầu nghe lời và đã nhập cuộc. Đây nhìn này là khoái quá rồi. Ba của Xoài nghĩ là Xoài chơi cái bộ môn này, lựa chọn bộ môn này là có hợp không? Nó là phù hợp nhất trong ba bộ môn của ngày hôm nay rồi. Thì Xoài ở nhà cũng hay, rất hay là chơi chuyền bóng với bố. Bé chính là cũng thích làm thủ môn ấy. Hôm nay thì sẽ làm cầu thủ. Sút! 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 Wow. Bạn thắng quá đây. Trời đất ngoài chết rồi. Trời cầu thủ gì chết rồi. Tiền đạo gì mà đứng gần phạt sút phạt mà sút ra ngoài. Chết luôn. Manh quá trời kìa. Bây giờ mình mới hiểu cảm giác cái người làm cha làm mẹ là như thế nào nè. Sao anh? Ví dụ bây giờ mà ba mẹ của Quang Hải mà nhà mà thấy con mình ghi bàn mình cũng la giống vậy. La hơn như thế. Xoài với lại nào. Yeah. Ôi nhìn robot. Ôi nhìn robot. Nhìn robot kia. Rồi đứng cạnh tiêu, hai người đứng một đứa, đứng trước người đứng sau cơ. Anh đâu về cho mình hả? Tốt. Lên lên bàn. Hơi đau. Không sao. Tốt. Oh. Đau không? Không. Mạnh mẽ lên. Đau. Rồi. Rồi. Good. Good. Căng cái cổ, căng tốt. 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 Đừng có sợ. Đó, bắt đầu sờ rồi đó. Nhìn em này, đánh vào cái trán này, đâu sờ đi đâu. Thấy không? Đó. Yeah. Nãy giờ có ai thắc mắc đậu với Xoài đang ở đâu không? Yeah. Rồi. Chơi. À, đây rồi. Cả hai đang bàn tính kế hoạch đi đâu đó. Đâu? Ừ, kia lần đi cố dụng đá bóng. Rồi hai cậu kia đang chạy đâu đây? Hai bạn kia chạy xa quá rồi. Anh đi bật luôn. Wow.
ra dự định. Cho ôm cổ. Ôm cổ. Đó. Đậu à, đậu à. Hai học viên nhà mình hơi cá biệt nhỉ. Hai học viên này chưa hiểu luật. Sao học hỏi nhiều. Hai ông kìa. Đậu đi ra ngoài này đậu. Ngoan. Nhưng mà cô cũng là thâm lý. Chánh vung vào đâu nó sẽ đó. Bắt đầu rồi. Bắt đầu. Trời. Trời đâu đá ra ngoài. Bây giờ là Andy gòn đá cho Andy học. Anh chụp gôn. Hey. Sút. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, biết đâu được anh. Biết đâu được 10 năm sau tự nhiên thấy nó vô tuyển hay gì đó. Nó trở thành là Quang Hải đúng không? Đứa là đứa ở đây đúng không chú? Đúng rồi. Chỉnh dây lại ngồi rồi. Chỉnh dây đúng không? Chút. Wow. 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 Ổng luôn á. Lâu lâu cũng được một trái, lâu lâu cũng được một trái. Trời ơi, phải con mình không? Con mình đứng ngoài sân, con mình đá kìa. Trời ơi, mà sao nó đá được hay vậy? Hay là, trời ơi, không biết nó đá được không? Nhưng mà mỗi lần mà đá trúng á, thì la lên. Còn hôm nay đá trật cái là, trời ơi, sao vậy con ơi, có trái banh không mà đá không được. Sức khỏe quá. Nhưng mà nếu mà mình vô mình đá chưa chắc gì được. Quá sao muốn quấn à? Phải. Sao quấn? Phải. Con mua cái này nhưng con mang về con mới uống cơ. Xoài và đậu đang lạc vào thế giới riêng của mình mất rồi. Ơi, con biết. Đến chiều với hai học sinh này mất thôi. Lại lên kế hoạch trốn học đi chơi rồi. Đúng rồi. Tiếc mà. Hay đi ra đó đi. Đi ra đó đi. Cầu thủ không chơi cái này không? Chú ơi, con đi ra công viên nha. Chú, con đi ra công viên nha. Với tính cách tự do của mình, không ngờ đầu lại xin phép thầy Vinh trước khi đi. Diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào đây? Chuyên gia tới đây. Nếu mà người lớn của chúng ta trong một cái môi trường nào đó mà chỉ cần không để mắt đến trẻ một chút thôi thì trẻ rất là dễ chịu sự tác động bởi nhiều yếu tố ở bên ngoài. Những cái gì mới mẻ, lạ, cuốn hút thì trẻ sẽ đi theo. Và đó là lý do nhiều khi chúng ta dẫn con đi đâu đó chỉ cần chểnh mảng cái quan sát của mình một chút, quay lại thì con đâu mất tiêu rồi. Thử thách lớn không? Lớp học múa của Son và Cam thật đáng yêu với đầy ắp bóng bay. Lại đây. Nè. Son vào đây, Son làm gương cho em đi. Son vào đây. Nè, Cam ơi, nhìn chị Son đẹp nè. Thôi bây giờ mình làm đi cho bạn Cam bắt trước nha, được không? Son ra đây, Son bắt trước cô nha. Các cô không dỗ được đâu, bây giờ các cô. Chị Trang thấy không?
Khi một mình tôi nói sẽ khác liền. Em nghĩ là thử thách của chương trình là dành cho bọn em chứ không phải là dành cho bọn này. Đừng bị lo, tại vì con còn nhỏ bị lo. Thôi phải dỗ dành thuyết phục các con mà. Nhưng mà khi mình thấy một mình nó rất người lớn nha. Vâng. The challenge of the show, they say the challenge of the show is for the young parents, not for the children. How they worry when they have to be separate the children. Khi mà bọn mình tách bé ra thì bọn mình cũng rất là lo sợ rằng là bình thường thì chỉ có mỗi bố mẹ hiểu được cái tính cách là Cam thích ưa nhẹ và thích giải thích nhẹ nhàng thôi. Không biết là khi mà Cam vào lớp múa ba lê thì Cam sẽ tiếp xúc vấn đề như thế nào. Nhưng mà ráng vượt qua cái giai đoạn này khi mà con cỡ 5 tuổi là khỏe lắm. Hồi bé Son có bị nhát hay không chị? Son thì nó được cái nó hơi đặc biệt so với các bạn. Nó rất là dạng. Nó mê sân khấu, mê tắm sáng rồi. Có nghĩa là cái đó là mình tạm nói là cái gen là vì mẹ là nghệ sĩ cho nên nó mê. Ra chương trình này em mới bắt đầu em thấy rằng bọn em kiểu bị ngỡ ngàng vì bọn em cứ nghĩ trước đến giờ là mình tự tin là con bé nhà mình là kiểu ok rồi, nhưng mà đến khi ra mình thấy rằng là có rất là nhiều khuyết điểm, tình huống có nhiều tình huống nó sẽ bộc lộ tính cách của bọn này, bộc lộ tính cách mà nhiều khi là mình ở nhà mình đâu có kiểu mình không khi lớn được, khi ở với mình nó lại là một tính cách hoàn toàn khác luôn. Cam ơi, Cam hả? Cam ơi. Kêu ha, kêu nha, kêu bạn nha. 1, 2, 3 lại đây. Lại đây. Lại đây chơi chung với chị Son này, chị Son buồn nè. Lại đây. Lại đây. Lại đây. Rồi giờ mình chơi trò chơi nha. Bây giờ chơi mình sẽ giả bộ đi. Mình chơi trò chơi chứ mình không có làm việc đâu. Đúng rồi, mình vào đây chơi trò chơi xong xíu mình được kẹo nữa. Con Son rồi, con Son đang ra sức thuyết phục em. Chứ mình được kẹo, được bong bóng nữa, lại đây, lại đây. Son ơi, Son bắt trước đi. Đó, con Son nè, con Son lấy bong bóng dụ em. Tất cả mọi thứ đều lạ so với Cam thì dĩ nhiên Cam cũng phải e dè, cái đó cũng bình thường thôi. Nè, bong bóng đây nè, muốn bong bóng không? Cam ơi, Cam thích gì nè? Bong bóng. Bây giờ bạn Cam chạy đi đâu mình chạy theo đó nha, được không? Nâng ngón chân lên, chạy theo Cam nha. Cả cô giáo và Son đều đang cố gắng để Cam có thể bỏ qua những ngại ngùng ban đầu và tham gia vào lớp học. Cam thử nào, Cam thử nào. À, đi gần tới Cam rồi, Cam đi đâu nữa? Cam đi đâu nữa? Giờ mình chơi chấm tìm nha. Nhưng mà xem ra công việc này không dễ dàng một chút nào đâu. Rồi lại gần Cam nè, xong rồi chào Cam nè. Ôi trời ơi, giỏi quá. Cam ơi, nhìn chị Son làm được gì kìa, giỏi quá kìa. Cam ơi. Bé Cam thì em còn nhỏ, em đi tới một cái môi trường lạ khác, tất cả mọi người đều lạ. Cho nên đầu tiên là cô giáo phải ráng học làm sao kết nối với bé Cam. Rồi chị Son cũng phụ cô để mà dụ em chơi, em thấy thích thì em mới học. Thế không biết là anh Kiên, anh có nghĩ là bé Cam bỏ cuộc không? Sẽ không vượt qua thử thách này luôn. Thật ra thì mình không nghĩ là bé Cam sẽ bỏ cuộc đâu. Và mình rất là mong chờ sắp tới như thế nào. Tại vì là chính xác là hè năm nay bọn mình cũng muốn cho Cam đi học múa. Và đây sẽ là cái bài test đầu tiên để xem mà Cam sẽ như thế nào. Yes. Không cho đi đâu nha. Thôi ok, chạy theo Cam nha. Chạy theo Cam nha. Mẹ hả? Rồi vậy nè, Cam, cô nói nghe nè. Giờ ví dụ như mà Cam làm được một bài đẹp với là đẹp xong rồi xíu nữa cho mẹ coi, Cam có muốn không? Cam có muốn mẹ khen không? Cô ơi, cô con có cách rồi, hãy cứ cho em ở đó đợi cho mình, con có cách rồi. Nhưng mà hay chưa? Hay chưa? Qua đây nha Cam. Yeah. Chuyên gia tới đây. Tôi vô cùng thích những cái câu mà đầy cảm xúc của Son dành cho cô giáo, mà đặc biệt là dành cho em Cam. Con có cách rồi. Để con rủ em Cam đã. Đi mà Cam vui lắm, tập như chơi vậy đó. Vậy phụ huynh chúng ta muốn chơi cùng với con á, hãy học cách của các bạn nhỏ chơi với nhau. Hãy là một người bạn thực sự của các con, chứ không phải là đóng vai một người bạn. Em có thời gian là chị Son đã làm công tác này, kết nối rất là tốt. Chị Son rất là quan tâm và để ý. Đúng rồi.
ví dụ như Cam đi biết là ở trong chương trình có mình chị Son là chị gái thôi, thì chơi với chị là yên tâm. Nhưng mà cũng khó cho Cam là mọi thứ đối với Cam rất là mới, cho nên cần có thời gian để cho các cháu nó connect với nhau, kết nối với nhau. Thì rất hay tâm sự mẹ trước khi đi ngủ, bảo là con cũng rất muốn chơi với các anh chị nhưng mẹ ơi con xấu hổ quá, con không biết làm thế nào để con chơi với anh chị hôm qua trước khi đi ngủ ấy. Thế bảo là thế hôm nay thì con đến thì con chịu khó con ra con mở lời với anh chị đi, thì chỉ cần con mở lời thôi là anh chị sẽ chơi với con. Bắt chước coi nè. À, không biết Cam có thấy ông ta mình ngồi đẹp nè, để chân trái đằng sau, ngồi xuống, để chân phải kế bên, rồi đưa chân ra đằng trước, rồi đúng rồi, và ngồi thẳng lưng lên, mở vai ra, nâng cầm lên, mình làm công chúa nha. Giờ mình chơi thử trò chơi công chúa nha. À, trước khi ấy nè, mình phải nhét mấy cái này vào. Đúng rồi, hồi trước con 4 tuổi, con cũng học ba lê mà vậy phải, cũng dạ, phải dạ. Vậy luôn á. Vậy hả? Vậy nhớ nha, mình phải nhớ thì nha. Con là con học ba lê rồi á, hồi trước con học ba lê rồi. Hồi trước con là con học ba lê rồi, vậy thì con là con biết làm vậy. Giỏi, xong rồi xuống. Rồi bây giờ mình chồng, mình đụng chân vào nhau nè. Không biết Cam có đụng chân mình được không ta? Cam ơi. Cam ơi. Cam ơi, nhìn hai cái chân đụng nhau nè Cam Cam. Dạ Cam Cam. Cam ơi Cam à. Cam ơi Cam à. Ai bắt chước được xíu nữa được gặp mẹ nè, được ăn kẹo nè, được bong bóng nữa. Có ba thứ. Đúng rồi. Xíu nữa mình sẽ khoe mẹ con mình làm được cái gì nha, mẹ sẽ khen mình giỏi nè. Cam ơi Cam, Cam qua đây nha Cam. 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 Em buồn hả? Sao em buồn vậy? Em buồn. Muốn ra mẹ. Bye bye, em phải đi rồi. Rồi, giờ mình thử chơi nha. Mình vừa chơi học hát nè, vừa chơi học múa nè. Xong rồi xíu nữa không biết mẹ sẽ khen mình giỏi nha. Rồi mình ngồi xuống đẹp nè, một chân. Cam ơi, Cam bắt chước được không? Ngồi xuống nè, đúng rồi, ngồi như Cam nè. Và đừng có quên cười nữa. And smile with me. Đúng rồi, cho cô coi coi, cười xinh đâu. Giỏi, thẳng lưng nha. Ok, mình thử với nhạc nha, chịu không? Chuẩn bị nha. Rồi, Cam nghe nha. 3, 2, 1. Head and shoulder, knee and toes. Head and shoulder, knee and toes. Open chest, tight tummy. Raise your arm, then bend down low. Stay down there. Stay down there. Don't forget to point your toes. Lock your knee, press deeply. Reach the sky. Smile with me. Đúng rồi. Ok, được không? Lần nữa nha. Không, để con rủ Cam đã. À. Đi mà Cam. Đi mà Cam, vui lắm. Vui ơi là vui. Mình đang tập nè. Mình đang tập giống như mình đang chơi á. Mình đang chơi tà sandwich vậy. Thì muốn chơi với mình không? Không, không. Thôi mình vô chơi sandwich đi nha. Thôi, thôi vậy Cam xem bài này nha. Xong bài sau mình thử nha, được không? Ok. Ok. Được không? Được không? Rồi, thôi thôi Son làm đi cho Cam coi nè. Cam đang nhìn nè, Cam đang nhìn nè. Son ráng làm đẹp nha. Trời ơi, thương quá. Trốn ra ngoài cột. Phải nói với cô. Phải nói với cô chơi với em. Ngồi đẹp nha. Đúng rồi, một chân ra đằng sau, giỏi. Đưa chân ra phía trước và đừng có quên là duỗi mũi chân, chuẩn bị chưa? Thì bây giờ mình sẽ tập chậm lại chút xíu nha. Rồi ok, mình đứng lên nè. À tập mình tập bài mới nha, cho Cam vào nha. Con biết chắc chắn là Cam vẫn sẽ nói không? Bây giờ mình sẽ tiến tới gần Cam nha. Mình tiến tới gần Cam nè. Anh nghĩ là mình đừng xuống, tại vì mình mà xuống bây giờ con nó sẽ bám. Rồi, Cam có coi được không? Rồi. Cam coi nha. Cam coi nha. Rồi bây giờ mình sẽ tập cái bài rất là dễ luôn, là bài vỗ tay nha. Bên đâu là bên phải? Son biết không? Đố Son.
Mình phải là ở đây. Đúng rồi, Cam biết không ta? Tay bên phải của con đâu? Cho cô coi tay phải đi. Rồi, tay trái của Son đâu? Tay trái. Đúng rồi, giỏi. Nè, tay trái của Cam đâu? Cái này là tay trái. Ừ, cái này là tay phải. Cái này là tay trái. Rồi, mình sẽ ra mình làm cho Cam coi nha. Mình sẽ đánh tay qua bên phải. Swing to the right. Đúng rồi. And swing to the left. Nhưng mình đang không biết lý do tại sao Cam nó như thế này ấy. Tại vì là ví dụ như Cam nhà em bình thường nếu mà có nói thì cũng sẽ ra để tham gia đấy. Nhưng mà đây lại trốn tịt như này luôn thì đang không biết được cái lý do. Tại vì cô kết nối với chị quá. Nhưng mà để lâu như này là con sẽ cảm thấy tủi thân đấy. Raise your hand. Raise your hand. Hey, be ready. Be ready. Yes. Cam biết làm cái này không ta? Cam thử coi coi. So then we need to try to find first of all a common ground, something that they can enjoy together. Yeah. So that we can create a little team first of all. But I understand how she feels. It's not that easy when there's at this age, 3.5 and 6 years old, is a big age difference. Yeah. And of course, when you're 3.5, readiness to take instructions and to listen is not the same as for a girl who is 6 years old. Clap your hands, clap your hands. Đúng rồi, nhưng mà mình sẽ vỗ tay theo kiểu ba lê nha. Mình sẽ mở vai ra. Thực sự là bọn mình đang có một bài học. Đấy là bọn mình quá bao bọc bé Cam rồi. Cái tình hình thành tính cách của con là nhiều khi là do bố mẹ bây giờ. Nên là hai đứa tự nhủ là hôm nay khi mà vào chắc chắn là Cam sẽ không hợp tác đâu. Nên là bố mẹ phải tự nhủ là bố mẹ không được can thiệp vào. Mặc dù là biết là khi mọi người sẽ hỏi là tại sao em bé đang khóc như thế mà bố mẹ được quyền đi xuống, mà tại sao mẹ Loan hay là bố kia lại không đi xuống. Nhưng bọn mình đã nói với nhau rồi là nếu như hôm nay mà mình còn đi xuống nữa thì mình sẽ Cam sẽ không bao giờ bước ra khỏi cái vùng an toàn của Cam cả. Cam thử với cô không? Không hả? Cam vỗ tay không? Cam vỗ tay với cô không? Ôi ai kìa? Ôi ai kìa? Chuyên gia tới đây. Như vậy việc mà chúng ta cho con rời xa mình một chút nào đó, không biết con khó, con khổ như thế nào, chứ cha mẹ nào thì cũng rất khó, rất khổ để vượt qua cái trở ngại tâm lý này. Và vì cái khó đó, tôi nghĩ rằng là bản thân phụ huynh chúng ta cũng cần phải có sự rèn luyện. Rèn luyện về mặt cảm xúc, rèn luyện về mặt kỹ năng, để mình định hướng cho chính bản thân mình là khi con rời xa mình trong một cái bối cảnh nào đó, thì bản thân chúng ta sẽ thích ứng với cái điều đó như thế nào. Thử thách lớn không? Mặc dù không xin phép được thầy Vinh, nhưng Đậu và Xoài vẫn quyết định ra góc riêng để tâm sự. Chết rồi. Ở đây hôm nay đi của con Kiến rồi. Bạn nhà mình đâu rồi? Ra khỏi tầm ngắm mất rồi. Anh mình nên xuống làm trợ giảng đi. Chắc là bố Xoài và bố Đậu sẽ phải xuống để làm trợ giảng. Cái việc mà khiến mình đã quyết định là xuống dưới cùng bé đó là vì là mình thấy rằng là anh Công Vinh ở dưới đó có vẻ như là anh cũng không thể nào bao quát được hết cả bốn em bé, mà khi mà chỉ có hai bé Andy đều hợp tác trong cái việc gọi là tập luyện đá banh, thì còn hai bé như bé Xoài và bé Đậu đều chạy loang quang ấy, thì anh ấy là không để ý được hết. Cho nên là hai ông bố như mình và Sơn quyết định là thôi, hai anh em mình xuống để hỗ trợ anh Vinh và cũng để cùng học cùng con luôn, để cho con cảm thấy là yên tâm hơn khi mà bố mẹ không có mặt ở đấy. Hai bố vừa vào sân là có biết bao nhiêu chuyện để kể. Khác hẳn với phần sân rộn ràng những câu chuyện ngoài lề của Đậu và Xoài, không gian của hai bé Andy tràn ngập không khí học tập hăng say. Trời, dí theo. Sao mà dí theo thầy nói? Bây giờ thầy giả bộ té đi. Trời ơi mình. Đó, giả bộ mất bóng rồi đó. Mình giả bộ té rồi. Kêu trời, kêu đất rồi. Đó, đúng rồi, vẫn banh nè.
Trời ơi, hay quá. Bánh đi ra ngoài luôn. Trời ơi. Em nhìn sao mà nó vô mà là thấy do bạn xoài với bạn đậu lúc nãy. Lỗ. Em nhìn sao mà thấy vô mà. Cái lưới là do bạn xoài với bạn đậu lúc nãy lỗ 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 mà nữa là vô rồi đi luôn. Chút rõ thầy kêu chuyện quá. Chuyện quá. Đi vô. Đi vô. Đã vô. Chút. Trời ơi. Đúng rồi. Bởi vì đá banh thấy vậy đó, tưởng đâu ai cũng vô đá được không? Đâu dễ đâu. Trời ơi coi, vô đi rồi biết. Lại nào. Mình đứng dậy. Xuống đi. Ui. Vào rồi. High five. Hai con nhà mình nó khác hơn không? Có. Là ở cái điểm nào? Ví dụ như là bạn xoài nhà em thì lúc nãy khi mà bố mẹ đứng ở dưới sân, lúc mà bạn chơi đá bóng thì bị những cái cỏ vào trong giày của bạn ấy đi rất là cộm, thì bạn ấy sẽ chạy ngay ra chỗ bố mẹ bảo là hả? Có gì trong giày á? Cậu này vẫn chưa xong. Cục chân nào? Chân này à? Hai cái luôn. Hai cái không? À, tầng hai. Cái lá. Nhưng mà lúc nãy khi mà em quan sát trên màn hình, khi không có bố mẹ đấy thì bạn ấy có thể hoàn toàn tự ngồi xuống và bỏ giày ra và làm những cái việc đấy một cách rất là, có thể rất là tự lập, rất là chủ động. Nhưng mà khi có bố mẹ thì luôn luôn ở một cái trạng thái khác. Vậy là nhờ có hai trợ giảng đắc lực là bố Duy và bố Sơn, lớp học đã thực sự diễn ra với đầy đủ 4 học sinh. Wow. Không, đậu cố lên. Đậu cố lên. Đậu cố lên. Đậu cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Miss rồi mà chưa. Đi đâu kìa, đi đâu kìa. Đến lượt xoay đá. Xoay đá vào 2003. Con đá. Con đá vào. Xem bố có bắt được không nhá. Xoay đá mạnh. Mang bóng lên kia đã. Không đá vào đấy đá không kia. Bóng lên kia đã. Không đá vào đấy đá không kia. Kia đã. Andy ớm đã bóc được banh nhưng hất banh vào trong lưới luôn. Một hai ba chút. Chút ạ. Yeah. Ba rồi. Đấy là đến lượt xoài. Xoài đây bóng ra. Nào, cố lên nào. 1, 2, 3. Chúng ta lại luôn. Yeah. High five. High five thầy. Sút. Wow. Rất là vui vì con lại được cơ hội trải nghiệm cọ sát và được tiếp cận với bộ môn bóng đá, mà nhất lại được anh Công Vinh trực tiếp hướng dẫn nữa. Thực ra là đến ngày hôm nay là các bé cũng đã chơi với các anh nhiều hơn rồi. Trong cái giờ nghỉ lúc nãy thì các bạn ấy đã chơi bóng với nhau rất là lâu, nên là lúc xuống sân mới có thể thuyết phục được các bạn ấy nhanh như thế. Ra chụp ảnh cả lớp nào. Vậy là lớp học đá bóng đã kết thúc rồi. Giờ thì thầy trò cùng lưu lại kỷ niệm đáng nhớ ngày hôm nay thôi. Chuyên gia tới đây. Khi có điều kiện mà chơi cùng với con, các bậc phụ huynh hãy chia sẻ với con, nói cho con biết là mình lo lắng như thế nào, mình vui mừng như thế nào. Cái việc mà chúng ta chia sẻ cảm xúc đó, thì những cảm xúc tích cực giống cộng nó sẽ được lan tỏa, và những cảm xúc mà căng thẳng lo lắng nó cũng được chia sẻ với nhau, giải tỏa với nhau nhiều hơn. Thử thách lớn không? Cam thử với cô không? Không hả?
Let me go because her mother cannot do. Cái phòng ở đâu? Cái phòng ở đâu? Vậy là mẹ Đoan Trang đã quyết định xuống tận lớp học. Liệu tình hình có chuyển biến tốt? Ủa, ôi sao ai mẹ kia? Qua đây vậy? Mình đang tập nè mẹ. Ôi ai kia? Hai Cam. Wow, Cam mặc áo đầm đẹp quá. Cam là trốn luôn. Khó cho cô mà cũng khó cho cả Cam nữa. Khó, cô cũng sẽ rất là lo. Ủa cô ơi cô, Cam vỗ tay được không cô? Được, được. Vậy Cam vỗ tay giỏi cho lắm cô thấy đi. Cam vỗ tay là xuất sắc nhất luôn. Đúng rồi. Bây giờ anh nè, nhưng mà Cam nhớ mẹ của Cam. Đúng rồi, nhưng mình đang học thì một lát mình gặp mẹ mình sau. Mẹ của Cam đang ngồi kế cô Đoan Trang nè. Mẹ ơi mẹ, nhìn con nè, ba lê là làm vậy nè. Ok. Của Cam muốn làm giống chị Son không? Son nói em đứng dậy làm giống con cho hai chị em làm giống nhau ha, chứ còn có mình con làm rồi em không làm cũng buồn quá. Ừ, con thử con làm. Không có sao đâu em. Ừ. Chị nè. Ừ chị nè. Chơi với em, chơi với chị. Chơi với nhau. À, chơi với nhau. Bây giờ mà mẹ xuống thì Cam sẽ bám dịt vào mẹ luôn. Đúng rồi. Thôi. Cho nên là tốt nhất là không nên xuống. Mình không nên xuống. Mẹ có ở đây với con hoài không mẹ? Không, mẹ ở đây với con chút một thôi. Chút xíu nào em Cam là làm theo mình là mẹ mẹ rồi, đi liền. Em bắt đầu đi, cho em bắt trước. 3, 2, 1. Raise your hands and be ready. Thầy thương quá. Khóc rồi. À, thôi bây giờ mình chơi bong bóng đi. Son ơi, à, bây giờ mình chơi bong bóng nha. Trước khi mà mình nhìn khi mình chơi bong bóng. Yeah. Ủa, hồi nãy Cam nói Cam thích màu trắng hay màu xanh quên rồi. Chị Son thích màu gì? Chị Son thích màu gì? Là con thích màu xanh. Vậy là con màu xanh còn cho em màu trắng. Em muốn mẹ đó. Em muốn mẹ hả? Mẹ đi mua bánh rồi. Ơi, con phải lấy bong bóng cho em. Mình ra đó, bây giờ mình lấy bong bóng nó được không? Ca phụ cô lấy bong bóng đi nhé. Rồi mình sẽ bồng con lên. Đúng rồi. Wow, đúng cái bong bóng nè, lấy bong bóng xuống nè. Wow. Vỗ tay cho Cam nha. Khi mà cô giáo là người chơi cùng, bằng kiểu như là chơi bóng bay cùng thì nó mới ra ngoài đấy ạ. Cho Cam nha. Tới con. Mẹ ơi. Tới con. Rồi, ok. Rồi, bây giờ mình chơi vỗ tay. Chơi vỗ tay đi. Giờ mình tập vỗ tay. Tới con mẹ, tới con. À đúng rồi, mình chơi thảy bong bóng trước nha. Được không? Yeah. Tới con mẹ, anh cảm ơn đi mẹ. Nè anh Dũng hả? Vậy nè, khi mà mình lấy được. Lại đây cô mới bồng được. Đúng rồi, con không phải đi ra đằng sau đây này. Không tới con. Ừ, lại gần con. Đây, lại gần đây. Con. Lại gần đây, lại gần đây. Không mẹ bé con. Lại gần đây, lại gần đây. Cô ẩm cao đi con. Tới con. Rồi, nhường chị Son được không? Ok, nhường chị Son. Nhường chị Son một lần Cam nha. Con quay lưng lại, con quay lưng lại. Tập múa vui lắm Cam ha. Cười. Rồi đây. Rồi đi giải cứu bong bóng tiếp. Rồi, đi giải cứu bây giờ mình tiếp. Đi tập múa thôi. Mình qua đây mình đi chơi tiếp nha. Rồi Son qua đây. Son qua đây. Lại giải cứu bong bóng nè. Yeah. Rồi Son ơi. Hả? Mấy quả bong bóng đây? Một. Bao nhiêu nữa? Hai. Đúng rồi, bây giờ mình đi cứu bạn bong bóng nha Cam ơi.
Cam cho một bạn bong bóng vào đây cho cô đi. Rồi, có ba bạn rồi, cho cô một bạn nữa. Bốn bạn bong bóng, để xuống anh, để xuống. Đúng rồi, là bao nhiêu rồi ta? Sáu bạn, đúng rồi, Cam ơi. Tám bạn bong bóng, đúng rồi. Chín. Một quả nữa thôi. Một bạn nữa thôi, có rồi, đủ rồi, ok. Vậy đây, bây giờ mình sẽ chơi coi là mình đụng được bao nhiêu bong bóng nha. Cam nè, Cam giơ tay lên. Đụng vào bong bóng. Đụng vào bong bóng. À, mấy bạn đi lạc đấy Cam ơi, coi chừng mấy bạn đi lạc đấy. Gom mấy bạn lại. Since then of ballet, you have to start that. You have to start she's to establish. She's so young, huh? For sure. You have to do only fun stuff, things that they enjoy. Không biết có ai chơi bóng lên cao ta. Lại đấy, lại đấy. Wow, mình có giống nhau nè. Bây giờ mình sẽ vừa đi vừa hãy và chụp lại nha. Wow, đừng để rớt nè, đừng để rớt. Rớt rồi. Rồi, nâng cao lên. Wow. Con làm sao? Bây giờ con Cam, giải cứu bong. Ngay lúc này, lớp học múa ba lê mới thật sự bắt đầu với Cam. Để thấy ba đâu? Đúng rồi, chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Đó. Chiều đâu đó. Tại hồi nãy đưa ra idea là cô sẽ ẩm lên lấy cái bóng trên. Cho nên bây giờ sẽ theo cô. Cô phải đưa cái chiêu để cho em theo, em thích. One more time, làm lại lần nữa nha. Mẹ con nói là mẹ con sẽ ở đây mà sao mẹ con đi rồi vậy? Con đang nhìn coi con có ngoan không đó. Con đi rồi. My mom say that my mom will be here with me. Why now she away already? And now she gonna pick you up. Mẹ thử mình nói chuẩn bị nha. Tay thế ba cao lên. Now she go looking for me. Tay thế ba cao lên nữa. Đúng rồi, chuẩn bị nha. Cổ tay. Yeah, mình giải cứu được bạn. Rồi, bây giờ mình đi cho mấy bạn vào nhà. Rồi, bây giờ mình sẽ chơi một trò chơi nha. Coi là mình ôm mấy bạn bong bóng, mình đi cao như vậy thì mấy bạn có bị đi lạc không ta? Cô sẽ bắt chước con nha. Rồi, Cam làm, cô bắt chước theo nha. Rồi sao nữa, Cam phải nhìn cô coi cô làm giống không chứ. Mình giải cứu bạn đó được không? Ok. Giờ mình làm thử thách, mình phải làm thử thách. Anh Johan siêng lắm, bày ra đủ thứ để chơi á. Chị cũng vậy, siêng lắm. Rồi xong làm mấy cái chuyện nhỏ nhỏ, ví dụ như family hug. Là đi ngủ family hug là ba với mẹ với em ôm nhau. Em nghĩ là mình khi bọn em chơi là chưa thực sự là chơi, chỉ là gọi là tự khi con chơi thì mình cứ chơi lại thôi, chứ mình chưa lồng ghép được một cái gì đấy để mà cho con cảm thấy rằng là một cái thứ cái chơi đấy nó có ý nghĩa với con, để con vừa được vui mà vừa được học. Nói chung là mình cũng thấy có bài học lớn cho mình ấy. Mình mà cứ như thế thì dần dần là mình cứ bo tròn con lại, cho con trong cái vòng tròn khép kín. Ôi Son, nhìn Cam làm được gì kìa Son ơi. Kìa, chịu làm đó, ơi kìa. Ôi Son, nhìn Cam làm được gì kìa Son ơi. Anh nghĩ ok đấy. Rồi, giữ nguyên nha. Chuẩn bị chưa? Ready? 3 2 1 Go! Yeah! Đến đây. Nhìn chị Son làm nè Cam ơi. Cam ơi. Cái này dễ à. Dễ không? Thử nha. Yeah! Giỏi quá. Dễ không mà ba
sạc. Đối này thì kiểu gì cũng sẽ tập đi tập lại cái động tác đấy, với cả cái động tác đứng một chân này này. Rồi chuẩn bị cầm vệ sinh và chào nhau and rồi hai bạn high five đi, hai bạn high five với nhau đi xuống gặp mẹ. High five, high five, high five. Rồi let's go đi thôi. Yeah, cái công chúa. Qua buổi hôm nay thì mình nhận ra là cả hai bé đều có năng lượng tích cực rất là nhiều ở trong người. Và mình mong là các bé có thể chuyển hóa được cái năng lượng đó để trở thành những cái vũ điệu, giống như là những cái lời nói khi mà các bé không thể nói được với bố mẹ thì các bé có thể múa cho bố mẹ xem. Thử thách lớn không? Oh, trời ơi, chơi, chơi mà mặt má hồng luôn. Nắng quá hả con? Bừng bừng hết, mặt bốc lửa luôn. Trời ơi mẹ, đã xong rồi. Sợi đã xong rồi, sợi có thắng không? Ai nào? Hai bài lấy chút rồi đâu cháu ơi. Đâu, 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 hai bài. Yeah, đã xong rồi. Ô, nước, 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 nước. Không gian rộn ràng những câu chuyện kể, những lời khen cho các bé về thành quả ngày hôm nay. Good job. Con cảm ơn bác chưa? Bác Phú nói chuyện với Cam đấy. Giỏi thế. Con múa đẹp không? Con có múa đẹp không Cam? Có à. Xấu hổ. Con chơi vui không con? Con vui đấy ạ. Đúng rồi, Cam rất là tốt rồi con ha. Hôm nay con múa đẹp hết nhỉ? Hôm nay lượi con múa với cả cái cô này. Cô nhìn thấy con hết ở đây thì cô thấy con múa rất là đẹp. We looked at you on TV. Look at them we, now. Yeah. Oh, that's her, the one she teaches. Yeah, your trainer, the late trainer. Very happy about today. Super exciting to see this at all. I was really focusing on the dynamics of this lesson and how both Angelina and I was very happy to see that she tried a lot. She really tried to care for Cam. And also very interesting to see how the whole lesson evolved and how the teacher, the trainer was interacting with the children. So great, this is a topic, like I said, that I'm myself very passionate about, teaching children. And I'm happy how you have created this environment, this forum, so that these things come out, all right? And that is very, very nice to see how you have built up this whole game show like this. Very nice. Bây giờ Son làm lại cái động tác hồi nãy cho chú Minh Sù coi. Son chỉ chú Minh Sù đi, hồi nãy con học cái gì rồi? Con học. Đây này, con làm một động tác. Oh. Yeah. Hai bài, hai bài. Yeah, yeah. Yeah. But you know, Mama came there. Yeah. I know, like a surprise. Yeah. A yellow surprise. Yeah. Yellow surprise. Listen, Angelina, I want you to care more about the little baby because she's just alone and she feels sad because you're older than her. So we have to take good care for her. Thơm bố gái. Uống thêm nước không Cam? Uống khác. Và thực sự thì hôm nay là có một cái thử thách dành cho cả bố mẹ luôn. Và thực sự là cũng rất là vui vì hôm nay không những là Cam đã vượt qua mà chính bố mẹ cũng đã cảm thấy là mình đã vượt qua được một cái thử thách cho chính bản thân mình. Rất là vui và cũng rất là cảm ơn chương trình. Thực sự là rất là vui đấy, vì hôm nay nhìn thấy Cam như thế nó vui. Và vui. Cam ơi. Vào đây bố bảo này. Mẹ khóc này. Bằng một cái những cái thử thách rất là đơn giản thôi nhưng mà đem lại cho gia đình Cam rất là nhiều cảm xúc, từ cảm xúc của bố mẹ, từ cảm xúc của con cái. Và mình nghĩ rằng là cái chặng đường làm bố mẹ của bọn mình sẽ còn rất là dài, nó sẽ không ngừng thay đổi và không ngừng có những cái sự bất ngờ nữa, tại vì là ở mỗi lứa tuổi khi bé lớn lên thì chúng ta sẽ đón nhận nhiều điều mới hơn. Chính vì vậy mà hy vọng rằng là Cam sẽ, mục đích cuối cùng của bọn mình là chỉ muốn là Cam là một em bé ngoan ngoãn và khỏe mạnh thôi. Và muốn Cam nhớ rằng là ở sau lưng Cam thì luôn luôn có bố mẹ. Bố cho Cam xem nhá, lúc đầu tại sao Cam lại ôm cột. Đây, đứa nào ôm cột đây. Xấu. Cam có thích học múa ballet không? Sau buổi hôm nay Cam thấy là Cam có thích học múa ballet không? Đây này.
Nhờ có một cô công chúa vô cùng đáng yêu, bố mẹ Cam Cam đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ khán giả. Ngày hôm nay quả là một ngày dài nhưng cũng vô cùng đặc biệt đối với gia đình nhỏ này. Có nụ cười, có cả những giọt nước mắt, có rất nhiều lần đầu tiên và cũng có nhiều sự vỡ lẽ. Bố mẹ là tất cả đối với con trẻ. Thật khó cho bố mẹ khi các bé cứ tìm bố mẹ mãi. Nhưng chính các ông bố, bà mẹ cũng hiểu rằng khi các con trưởng thành cũng là lúc mình không thể chăm bẵm bên cạnh con mỗi ngày như hiện tại. Vì thế, các bố mẹ hãy trân trọng những khoảnh khắc đáng yêu này và cùng con lớn khôn trên mọi hành trình. Cảm ơn tất cả các trưởng phòng đã đến đây hôm nay, đã đặt những viên gạch nền tảng đầu tiên về môn học cho các con và truyền cho các con những năng lượng tích cực trong nhận thức. Những sở thích hiện tại có thể không quyết định ngành nghề trong tương lai, nhưng tất cả sẽ là những trải nghiệm tuyệt vời mà các con nhận được, là kiến thức mà các con có thể lưu giữ cho chính bản thân mình. Với những nỗ lực không thể kể xiết, tất cả các gia đình đã tạo nên một ngày rất tuyệt vời. Giờ thì hãy ngủ thật ngon nhé các em bé, nạp đầy năng lượng và chuẩn bị đón nhận những thử thách tiếp theo nha. Thử thách lớn khôn, chuyện chưa kể. Bạn nhỏ của thử thách lớn khôn đã sẵn sàng đi mua đồ rồi đây. Nhưng mà trái này là trái gì? Cà tím. Có gì đây? Quả cà tím. Thân hình nhỏ bé mà phải xoay sở giữa chốn siêu thị rộng lớn và đông đúc, các bạn nhỏ sẽ đi mua sắm như thế nào đây? Đón xem tập 5 Thử thách lớn khôn sẽ được phát sóng vào lúc 20:25 thứ Sáu ngày 24/4/2020 trên kênh HTV7 và được phát lại vào lúc 20:50 Chủ nhật ngày 26/4/2020 trên kênh Hà Nội 1. Chương trình được tài trợ độc quyền bởi nhãn hàng Dutch Lady sữa cô gái Hà Lan, nền tảng vững vàng sẵn sàng bứt phá. Dutch Lady, sữa cô gái Hà Lan, nền tảng vững vàng, sẵn sàng bứt phá. Chương trình được tài trợ độc quyền bởi nhãn hàng Dutch Lady, sữa cô gái Hà Lan, nền tảng vững vàng, sẵn sàng bứt phá. Chinh mình giúp con chinh phục thử thách lớn khôn.